quý vị đang ngồi trong thám phòng để kỷ niệm 10 năm Hoa hậu đại dương Việt Nam. Đối với chung, hôm nay, ngay đêm nay, chúng ta thấy được hạnh phúc. Vì trong thám phòng này, có những người đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiên cho đến với tư cách là nhà sáng lập và là chủ tịch cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và cảm ơn những ekip đã thực hiện chương trình và đồng hành với phòng chung suốt 10 năm qua và hiện tại. Thì đúng là không có tiền thì đúng.